CNN, Indonesia sẽ lại là Á quân AFF Cup. CNN Indonesia đăng bài viết với tựa đề Lại là Á quân AFF Cup, trong khi Bola giật tít, cơ hội để tuyển Indonesia đánh bại Thái Lan và giành trước vô địch AFF Cup 2020 là rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Tuyển Indonesia sẽ đá trận chung kết lượt về gặp Thái Lan lúc 19h30 ngày 1 tháng 1 giờ Hà Nội trên sân vận động quốc gia Singapore. Thầy trò Shin tae đã thua 0-4 ở trận lượt đi khi để cho Chanathip lập cú đúc bên cạnh các bàn của Supachok, Sarachat và Bodin Fala, tuyển Indonesia phải thắng với tỷ số cách biệt 5 bàn nếu muốn giành chức vô địch. Cách thứ hai là thắng cách biệt 4 bàn và sau đó thử vận may ở loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, việc xuyên thủng mảnh lưới Thái Lan không phải chuyện dễ dàng khi họ sở hữu hàng thủ chắc chắn nhất AFF Cup 2020. Bola nhận định, sau 7 trận, voi chiến mới để lọt lưới duy nhất một bàn, đó là trận thắng 2-1 trước Philippines ở vòng bảng. Hàng thủ Thái Lan sẽ là thử thách khó khăn nhất mà các chân sút Indonesia cần vượt qua để hướng tới danh hiệu AFF Cup đầu tiên trong lịch sử. Đội trưởng Ivan Dimas cho biết, "Chúng tôi rất buồn khi không chơi tốt ở lượt đi. Chúng tôi phải ra sân trận tới với sự khát khao chiến thắng. Chúng tôi phải quên trận lượt đi và bù đắp nó ở lượt về. Trong lịch sử, Indonesia đã có 5 lần vào chung kết AFF Cup nhưng thua cả năm và 3 lần trong số đó, họ gục ngã trước Thái Lan vào các năm 2000, 2002 và 2016. Trong khi đó, voi chiến đang hướng đến danh hiệu thứ 6 trong 9 lần góp mặt ở chung kết."